Em xin chào cả nhà nhá. Hôm nay tiếp tục gặp bát nha. Cái này thì đào một cái cuốc thì vỡ rồi. Cái bát này nhìn rất lạ cả nhà. Đấy. Hôm nay gặp cái này này. Đấy. Khá là đẹp. Ở khu này cũng gọi là có khá nhiều bát đẹp nhé cả nhà nhé, có khá nhiều bát đẹp. Đây, khu này chắc là khu nhà giàu cả nhà, khu nhà giàu, không phải là khu khu nhà vua hay là quan ở đâu, khu nhà giàu ấy. Em nghĩ là như vậy. Ngày trước là họ rất giàu. Em hy vọng cái này là nó không vỡ nha cả nhà nha. Hy vọng nó không vỡ. Bởi vì bãi này thì nó rất nông. Cả nhà nhìn thấy này, đấy. Cái này ngày xưa họ chắc chỉ đào xuống một ít thôi, khoảng 10 phân thôi, nhưng mà qua thời gian lâu ngày là nó bị rửa trôi mòn, là nó bị như vậy. Và về sau, thời sau là chăn trâu chăn bò nhiều là dẫm, là nó hỏng hết bát. Ôi, có vết nứt rồi, có vết nứt rồi. Tiếc thật đấy. Có vết nứt rồi. Nhưng mà nói chung là vẫn đẹp. Nó còn nguyên bát thì vẫn là được cả nhà. Rồi, có vết nứt rồi. Đây, cái vết nứt đây nha cả nhà nhé. Đấy, cái bát to này là em được mấy cái rồi. Đây là nó nứt từ ngày xưa là nó nông quá, là đi là trâu bò dẫm cái là nó bị vỡ ngay. Đấy. Rồi, vỡ rồi. Nó trâu bò dẫm xuống đây là vỡ. Đấy, coi như là cũng ok rồi cả nhà. Cầu mong là may may là ở trong nó lại có cái chén còn nguyên là thì sẽ ok ngay. Thường thường ấy, một là cái bát này đi với một cái chén, hai là một cái bát này đi với một cái đĩa. Đấy, họ là nó để rất nông. Đây, khu này là họ không để tập thể một chỗ, nhưng mà khác để lẻ tẻ đây, kiểu như là mỗi nhà khác để. Thường đi với một cái đĩa và một cái chén. Cứ gọi là mỗi ngày đi săn và gặp thế này là cũng được rồi. May rồi. Săn ngày nào cũng được đào. Thế là may rồi. Nhá. Là may rồi đấy. Không thì hôm nay là lại được một cái đẹp.
Hơi tiếc. Đây, vỡ nha cả nhà nha. Đây là vỡ, là cái vết nó cũng gọi là khá là cũ rồi. Đấy. Cái này cái bát to nó tương tự như cũng như nó cũng như những cái bát mà em vừa rồi là em được còn đẹp ấy, nó cũng tương tự như cái như vậy. Cái này là đít của nó cũng không có chữ. Hy vọng là ở trong cái này là có cái chén nhá cả nhà nhá, có cái chén đẹp nhá. Chắc không có cả nhà, chắc không có. Chắc không có. Đây. Là cái này nó bị đi với cái này rồi, chắc là không có. Đấy, hai cái này đi cùng nhau. Rồi em xin kết thúc video nhé.